thì mọi người noi gương ông để có thể phát triển nghề nghiệp và sống trọn vẹn với hai danh nghệ sĩ mà được mọi người ban tặng. Và chính vì vậy, trong buổi tưởng niệm ngày hôm nay thì khi các nghệ sĩ có mặt tại đây, các nghệ sĩ cũng muốn trình bày những ca khúc như một lời biết ơn với sự chỉ dạy mà nghệ sĩ nhân dân Diệp Lam đã dành cho những thế hệ đi sau. Và tiếp nối chương trình, ngay bây giờ xin phép được mời nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên cũng sẽ có phần trình bày. Xin được mời chị. Dạ, hôm nay cho phép Cẩm Tiên xin thay mặt cho các em, các con của chú Diệp Lam xin gửi đến một người cha kính yêu của mình một bài hát được mang tên Tình Phụ Tử. Con xin ơn trời
Xin được cảm ơn chị Cẩm Tiên. Và tiếp nối sau đây xin phép được mời nghệ sĩ Linh Tâm. Xin được mời anh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Độ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cầu nguyện hương hồn chú sớm được siêu thoát. Hôm nay Linh Tâm đến đây có mặt trong lễ cầu siêu này với một cảm xúc rất là, phải nói là rất là lâng lâng và cũng rất là xúc động. Được đóng chung với chú hơn trăm vở cải lương rồi. Hai chú cháu mình giống nhau ở chỗ là toàn là hình như là giải ác nhiều hơn giải thiện. Ở ngoài đời thì mình bị chửi rất là nhiều, nhưng mà trong nghệ thuật mà nếu mình làm được chuyện đó thì cũng tốt phải không chú? Chú thì không, phải nói là không trực tiếp để chỉ dạy Linh Tâm, nhưng mà qua thời gian làm việc chung với nhau học ở chú rất là nhiều thứ. Chú rất là cẩn thận trong vai diễn, chú lúc nào cũng tỉ mỉ chắc chiêu từng cái khung hình khi ra sân khấu, từng cái hóa trang, từng cái giờ giấc mà tất cả nghệ sĩ, đàn em, đàn cháu bắt buộc phải tuân theo. Làm nghệ sĩ chung với chú phải nói là một cái hạnh phúc nhất đời, mà có lẽ trăm năm sau nữa cũng không xin phép được làm được cái này. Nên Tâm rất là hạnh phúc và rất hạnh diện vì được đứng chung sân khấu, đứng chung những vở video với chú. Cầu nguyện hương hồn chú sống siêu thoát. Và hôm nay thì Linh Tâm sát một bài hát cũng nói lên tâm trạng đó, tâm trạng của những người nghệ sĩ. Khán giả thương thì họ nói đóng vai ác mà đạt như vậy thì thành công. Khán giả ghét nói thằng đó cái mặt thấy ghét, biết sao cho vừa lòng mọi người. Linh Tâm sát bài hát phần thơ tầm của tác giả Hữu Tài và tên nhạc của Linh Tâm, Tịnh Tâm. Không biết nó có đúng không, bên này thì cái đầu có lân lân làm như là còn mơ ngủ đó quý vị à. Quá nhiều điều và đau buồn. Cảm ơn quý vị. Khi đã mang kiếp cầm ca thì lệ nhỏ đến muôn.